Chào các con học sinh lớp 4. Cô rất vui khi được gặp lại các con trong giờ toán. Các con thân mến, hôm nay cô hướng dẫn các con làm một bài kiểm tra giữa học kỳ 2 môn toán lớp 4. Các con lưu ý, đây là đề để các con tham khảo. Nếu thấy hay, các con bấm nút thích, chia sẻ cho các bạn cùng xem. Bạn nào chưa đăng ký, vui lòng đăng ký để được xem các video tiếp theo kênh Dạy Con Học Tiểu Học nhé. Đề thi môn toán giữa học kỳ 2 lớp 4. Đề bài chúng ta có hai phần, một lớn là phần trắc nghiệm, hai lớn là phần tự luận. Chúng ta làm phần một lớn trắc nghiệm. Khoanh vào chữ cái đặt trước câu trả lời đúng. Câu 1. Phân số nào dưới đây bằng phân số 3 phần 7? A. 15 phần 21 B. 21 phần 28 C. 12 phần 21 D. 12 phần 28 Như vậy chúng ta sẽ tìm trong bốn phân số này, phân số nào bằng phân số 3 phần 7? Muốn tìm phân số bằng phân số 3 phần 7, chúng ta có hai cách. Một là nhân cả tử số và phân số. Trong bốn phân số này, với một số tự nhiên nào khác không, được phân số 3 bằng phần 7. Hoặc là cách thứ hai là chúng ta sẽ rút gọn phân số. Tức là ta chia cả tử số và mẫu số của bốn phân số này, được phân số nào là 3 phần 7 thì chúng ta chọn. Trước tiên chúng ta à, thử phân số 15 phần 21. Phân số 15 phần 21. Ta sẽ rút gọn phân số. À, phân số này thành tối giản. Từ số vào mẫu số cùng chia hết cho 3. 15 chia cho 3. Mẫu số 21 chia cho 3 bằng 15 chia 3 được 5. 21 chia 3 được 7. Phân số 15 phần 21 ta đã rút gọn thành 5 phần 7. Như vậy 5 phần 7 có bằng à, 3 phần 7 không? À không, ta loại phân số này. Tiếp theo, ta rút gọn phân số 21 phần 28. 21 phần 28 này là phân số tối giản rồi bởi vì nó không cùng chia hết cho số nào. Tiếp tục ta rút gọn phân số 12/21. 12 và 21 cùng chia hết cho 3. 12 chia cho 3 được 4. 21 chia 3 được 7. 12/21 rút gọn thành phân số 4/7. 4/7 à như vậy cũng không bằng phân số 3/7. Như vậy ta rút gọn tiếp phân số 12 phần 28. Phân số 12 phần 28. Cả tử số và mẫu số cùng chia hết cho 4. 12 chia 4 được 3. 28 chia 4 được 7. 12 phần 28 rút gọn thành 3 phần 7. 3 phần 7. À, như vậy là chúng ta đã tìm được phân số 12 phần 28 bằng phân số 3 phần 7. Câu 2, tìm x, biết 4 phần 7 bằng x phần 21, A, x bằng 11, B, x bằng 12, C, x bằng 3. Như vậy chúng ta sẽ tìm phân số x phần 21. Ta sẽ tìm x là tử số bằng bao nhiêu? Biết phân số x bằng 21, ờ, x phần 21 bằng phân số 4 phần 7. Như chúng ta đã biết, tính chất của phân số khi ta nhân hoặc chia cả tử số và mẫu số với một số tự nhiên khác không ta sẽ được một, một phân số mới bằng phân số đã cho 4 phần 7 bằng phân số nào có mẫu số bằng 21 như vậy à x ở đây sẽ bằng bao nhiêu đấy Nhìn vào mẫu số chúng ta thấy 7 bằng 21, tức là ta sẽ lấy 21 chia cho 7 bằng à chia cho 7 bằng 3. Như vậy 7 nhân với 3 bằng 21. 7 nhân với 3 bằng 21 thì mẫu số nhân với 3 thì tử số cũng nhân với 3. 4 nhân 3 bằng 12. 4 nhân 3 bằng 12. Như vậy, x ở đây bằng 12. 12 đó là đáp án B. Chúng ta khoanh tròn chữ cái B. Câu 3. 1 phần 3 giờ bằng chấm chấm phút. Số điền vào chỗ chấm mới là A 20, B15, C10, D30. 1 phần 3 giờ bằng bao nhiêu phút? À, bằng bao nhiêu phút? Đấy. Tức là đổi từ giờ sang phút. 1 giờ bằng 60 phút. Vậy 1 phần 3 giờ bằng bao nhiêu? Chúng ta sẽ lấy 1 phần 3 nhân với 60. Đấy nhân một phân số với một số nguyên. Ta lấy tử số nhân với số nguyên đó, tức là 1 nhân với 60 thì bằng 60 phần 30. À, phân số 60 phần 3. 60 phần 3, ta lấy tử số chia cho mẫu số. 60 chia 3 bằng 20. Như vậy, 1 phần 3 phút, à, 1 phần 3 giờ bằng 2. Câu 4, Lớp 4B có 12 học sinh nữ và 17 học sinh nam. Vậy phân số chỉ số học sinh nữ với số học sinh cả lớp là A. 17 phần 12 B. 12 phần 17 C. 12 phần 9 D. 17 phần 29 Học sinh nữ của lớp 4B là 12 Học sinh nam là 17 Bài yêu cầu chúng ta à, Tìm phân số chỉ số học sinh nữ với số học sinh cả lớp. Số học sinh nữ chúng ta biết rồi là 12. Số học sinh cả lớp là bao nhiêu? À chưa biết. Trước tiên chúng ta phải tìm số học sinh của cả lớp phải không? Đấy, số học sinh của cả lớp. Số học sinh cả lớp chúng ta lấy số học sinh nữ là 12 cộng với 17 học sinh nam. Bằng 29 Số học sinh cả lớp là 29 Học sinh nữ Là 12 Như vậy Phân số chỉ số học sinh Nữ So với số học sinh cả lớp là bao nhiêu Đấy. Số học sinh nữ là 12 Thì tử số là chỉ số học sinh nữ Và mẫu số là số học sinh cả lớp là 12 phần 29. Như vậy, phân số chỉ số học sinh nữ với số học sinh cả lớp là 12 phần 29. 12 phần 29 là đáp án C. Chúng ta khoanh tròn chữ cái C. Câu 5. 4 tấn 25 kg bằng chấm chấm kg. A. 4.025 kg B. 425 kg C. 4.250 kg D. 40.025 kg Như vậy, chúng ta sẽ đổi hai đơn vị đo khối lượng là tấn và kg thành một đơn vị đo khối lượng là kg Ở đây, 25 kg chúng ta không, không phải đổi mà chúng ta chỉ cần đổi 4 tấn bằng bao nhiêu rồi cộng với à 25 kg 1 tấn bằng 1000 kg 4 tấn thì sẽ bằng 1000 nhân với 4 bằng 4000 kg và Chúng ta sẽ cộng 4.000 kg, 4.000 kg cộng với 25 kg. 5, 2, hạ 0, hạ 4. Như vậy, 4 tấn 25 kg bằng 4.025 kg. 4.025 kg đó là đáp án A. Chúng ta khoanh tròn chữ cái A. Câu 6. Trong các số đo dưới đây, số đo bằng 8 km vuông là A. 80.000 m vuông B. 800.000 đầy mét vuông C. 8 triệu m vuông D. 8.000 m vuông Như vậy chúng ta sẽ đổi à, các số đo này Đấy. Làm thế nào? Hoặc là chúng ta sẽ đổi à, km vuông này à, thành gì à, thành mét vuông hay là đề xi si mét vuông ở đây chúng ta thấy là một km vuông một km vuông bằng bao nhiêu à một km vuông vì ở đây 8 km vuông và các số đo ở bốn đáp án này là mét vuông và đầy xi si mét vuông. Chúng ta sẽ đổi tất cả các số đo thành mét vuông. 1 km vuông bằng 1 triệu mét vuông. Ở đây có 8 km vuông. Thì chúng ta đổi thành bao nhiêu mét vuông? Ta sẽ lấy 1 triệu nhân với 8 bằng 8 triệu mét vuông. Bây giờ chúng ta sẽ à, so sánh các đáp án. Đáp án A ở đây là 80.000 80 m2. À thì như vậy là cái số này là chưa bằng 1 triệu km m2. Tiếp theo 800.000 dm2. Chúng ta sẽ đổi 800.000 dm2 bằng bao nhiêu m2? 1 m2 bằng 100 dm si vuông và 1 dm si vuông thì bằng 1 phần 100 m vuông mà đây chúng ta có bao nhiêu à 800 dm si vuông Đấy, 800 dm si vuông bằng bao nhiêu để si, à, bằng bao nhiêu vuông chữ sẽ, sẽ, sẽ bằng à, 8 800 000 phần 100 mét vuông. Ta rút gọn chia cả tử số và mẫu số cho à cùng bỏ hai chữ số không tận cùng của hai số này đi, ta được 8 000 mét vuông. Như vậy, đáp án B từ 800.000 dm vuông chúng ta đổi thành 8.000 dm vuông 8.000 dm vuông thì à cũng vẫn chưa bằng 8.000 mét vuông à 8 triệu mét vuông và đáp án C là 8 triệu mét vuông chúng ta tìm được đáp án C rồi đúng không chính là 8 triệu 8 triệu mét vuông chính là bằng 8 km vuông. Còn đáp án D là 8.000 mét vuông thì lại cũng không đúng. Như vậy chúng ta tìm được đáp án đúng là C. 8 triệu mét vuông bằng 8. Câu 7. Tính diện tích hình thoi biết độ dài các đường chéo là 16 cm và 22 cm. Diện tích hình thoi là A 352 cm vuông, B 176 cm, C 76 cm vuông, D 176 cm cm vuông. Muốn tính diện tích hình thoi ta lấy tích độ dài hai đường chéo rồi chia cho 2. Biết đường chéo của hình thoi là bao nhiêu? À là 16 và 22. Như vậy diện tích hình thoi sẽ bằng 16 nhân với 22 và à chia cho 2. 16 nhân với 22 bằng à, 352, 352 chia 2 bằng 176 cm vuông. 176 cm vuông đó là đáp án D. Chúng ta khoanh tròn chữ cái D. Các con lưu ý nhé, đáp án B cũng là 176 nhưng là đơn vị là à cm thường. Đấy chúng ta đọc kỹ Đọc kỹ đáp án không là chúng ta dễ nhầm lẫn. Câu 8. Một hình chữ nhật có diện tích 3 phần 4 cm vuông, chiều rộng bằng 2 phần 5 cm. Tính chiều dài hình chữ nhật đó. A. 15 phần 8 cm vuông. B. 8 phần 15 cm vuông. C. 6 phần 20 cm vuông. D. 15 phần 20 cm vuông. Biết diện tích của hình chữ nhật là 3 phần 4 cm vuông, chiều rộng bằng 3 phần 5 cm. Yêu cầu chúng ta sẽ tính chiều dài hình chữ nhật. Muốn tính chiều dài của hình chữ nhật thì chúng ta cũng dựa vào công thức tính diện tích của hình chữ nhật. Muốn tính diện tích hình chữ nhật thì ta lấy chiều dài nhân với chiều rộng. Phải không? Chiều dài nhân với chiều rộng thì bằng diện tích. Mà ở đây chiều dài bằng bao nhiêu? À chiều dài bằng Chiều dài chưa biết phải không? Bài yêu cầu chúng ta tính chiều dài. Chiều rộng ở đây bằng 2/5. Và diện tích ở đây bằng 3/4. Vậy chúng ta sẽ tính chiều dài bằng cách nào? À như chúng ta tìm x thôi phải không? Muốn tìm x khi biết một thừa số và biết tích Chúng ta sẽ lấy à, tích chia cho thừa số đã biết Tức là 3 phần 4 Chia cho à, 2 phần 5 3 phần 4 chia cho 2 phần 5 3 phần 4 chia 2 phần 5 đây là phép chia hai phân số Để ông ta lấy phân số thứ nhất nhân với phân số thứ hai đảo ngược tức là bằng 3 x 5 trên 4 nhân 2 thì bằng 15 phần 8. Như vậy chiều dài bằng 15 phần 8. Đấy, đơn vị là mét. 15 phần 8. 15 phần 8 là bao nhiêu nhỉ? À, 15 phần 8. Đó là đáp án A. Chúng ta khoanh tròn chữ cái A. Mình xin lỗi chỗ này nó là mét thường nhé. Đấy. Vừa rồi chúng ta A 3 phần 4 cộng 2 phần 3. Đây là phép cộng hai phân số khác mẫu số. Muốn cộng hai phân số khác mẫu số, chúng ta phải quy đồng mẫu số hai phân số này. 3 phần 4 bằng cả tử số và mẫu số nhân với mẫu số của phân số kia. 3 x 3 bằng 9, tử số bằng 9 mẫu số 4 nhân 3 bằng 12 cộng với phân số thứ hai 2, 2/3 bằng 2 nhân 4 bằng 8 mẫu số 3 nhân 4 bằng 12 9/12 cộng 8/12 hai phân số có cùng mẫu số ta lấy tử số cộng với tử số và mẫu số giữ nguyên 9 cộng 8 bằng 17. Giữ nguyên mẫu số là 12. B. 2 phần 3 trừ 3 phần 8. Đây cũng là phép trừ hai phân số khác mẫu số. Trước tiên chúng ta quy đồng mẫu số hai phân số này. 2 phần 8 bằng 2 x 8 bằng 16, tử số bằng 16, mẫu số 3 x 8 bằng 24, trừ 3 phần 8 bằng 3 x 3 bằng 9, mẫu số 8 x 3 bằng 24. Hai phân số đã có cùng mẫu số, chúng ta lấy tử số trừ tử số và mẫu số giữ nguyên. 16 trừ 9 bằng 7 mẫu số giữ nguyên là 24. Phân số 7 phần 24 đã tối giản. 2 phần 3 x 3 phần 8 bằng 7 phần 24. Tiếp tục. C. 7 phần 8 nhân 6 phần 9. Đây là phép nhân hai phân số Chúng ta lấy tử số nhân tử số và mẫu số nhân mẫu số bằng 7 x 6, tử số là 7 x 6, trên mẫu số 8 x 9. 7 x 6 bằng 42, tử số bằng 42, mẫu số 8 x 9 bằng... 72. Phân số 42 phần 72 là phân số chưa tối giản. Ta lấy tử số và mẫu số cùng chia hết cho 6. 72 chia 6 bằng 7. Mẫu số 72 chia 6 bằng 12. Và kết quả cuối cùng bằng 7 phần 12. D. 10 phần 13 chia 3 phần 4. Đây là phép chia hai phân số. Muốn chia hai phân số ta lấy phân số thứ nhất nhân với phân số thứ hai đảo ngược bằng 10 phần 13 nhân với 4 phần 3. 10 phần 13 nhân với 4 phần 3 thì bằng tử số nhân tử số tức là 10 x 4 bằng 40. Mẫu số 13 nhân với 3 bằng 39. Và kết quả cuối cùng bằng 4. Câu 2. Một miếng đất hình bình hành có độ dài đáy là 26 m, chiều cao 22 m. Tính diện tích miếng đất đó. Muốn tính diện tích, muốn tính diện tích hình bình hành, ta lấy độ dài đáy nhân với chiều cao tức là ta lấy 26 nhân với 22 và câu trả lời là diện tích mảnh đất hình bình hành là 26 nhân 22 bằng 572 mét vuông. Đáp số 572 mét vuông. Câu 3. Một sân bóng hình chữ nhật có chiều dài là 60 mét chiều rộng bằng 3 phần 5 chiều dài tính chu vi và diện tích sân bóng đó. Như vậy, bài yêu cầu chúng ta tính chu vi và diện tích sân bóng, tức là tính chu vi và diện tích của hình chữ nhật. Muốn tính chu vi của hình chữ nhật thì ta lấy chiều dài cộng với chiều rộng tất cả nhân 2. Muốn tính diện tích hình chữ nhật, ta lấy chiều dài nhân với chiều rộng. Ở đây, sân bóng hình chữ nhật biết chiều dài rồi, chiều rộng chưa biết, chỉ biết là chiều rộng bằng 3 phần 5 chiều dài. Như vậy, bước đầu tiên chúng ta phải tính chiều rộng của sân bóng. Chiều rộng bằng 3 phần 5 chiều dài tức là bằng 3 phần 5 của 60. Tức là ta phải tìm 3 phần 5 của 60. Ta lấy 3 phần 5 x 60. Chiều rộng sân bóng hình chữ nhật là phép tính thứ nhất

phép tính thứ hai chúng ta tính chu vi sân bóng chu vi sân bóng hình chữ nhật là chiều dài 60 cộng chiều rộng 36 tất cả nhân với 2. 60 cộng với 36 bằng 96. 96 nhân với 2 bằng 192 m. Và cuối cùng là tính diện tích sân bóng. Diện tích sân bóng hình chữ nhật là

diện tích Câu 4 Tính bằng cách thuận tiện nhất 17 phần 2 x 3 phần 5 cộng 3 phần 5 x 1 phần 2 cộng 3 phần 5 Bài yêu cầu chúng ta tính bằng cách thuận tiện nhất tức là chúng ta tính bằng cách nhanh nhất Đây là biểu thức gồm phép nhân, phép cộng à, các phân số Chúng ta thấy ở đây là chúng ta sẽ à nhóm thành các nhóm 17 x 2 17/2 x 3/5 3/5 x, 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 x 1/2 và cộng với 3/5 như vậy có 3 nhóm ba nhóm này mỗi nhóm đều có phân số 3/5 giống nhau như vậy chúng ta sẽ nghĩ ngay về cách là gì đưa về dạng gì nhân một gì 1/ phân số với một tổng. Đấy. Ở đây chúng ta thấy có 3/5, cái vế thứ ba 3 có 3/5 thì chúng ta sẽ biến đổi thành phân số này nhân với 1. Phân số nào nhân với 1 thì vẫn bằng chính phân số đó. Trước tiên, chúng ta hạ 17/2 nhân 3/5 cộng 3/5 Nhân 1 phần 2 cộng 3 phần 5 Đấy. Chỗ này là chúng ta hạ nguyên xi si xuống Còn 3 phần 5 chúng ta sẽ nhân với 1 Đấy Bây giờ chúng ta đưa về dạng nhân một số một phân số với một tổng. Ba vế này chúng ta đều có phân số 3/5, chúng ta đưa 3/5 ra ngoài. 3/5 nhân với Vế thứ nhất chúng ta còn 17/2 cộng với vế thứ hai đưa 3/5 ra ngoài chúng ta còn 1/2 cộng với Vế thứ ba là ta lấy rút 3 5 ra ngoài chúng ta còn 1. Bây giờ chúng ta sẽ tính trong ngoặc đơn 3/5 nhân với mở ngoặc 17 phần 2 cộng 1 phần 2 đây là hai phân số cùng mẫu số. Phân số à, một số 1 chúng ta sẽ biến thành thành một phân số là gì? À phân số có tử số bằng mẫu số. 17 phần 2 cộng 1 phần 2 cộng với 1 thì bằng 2 phần 2. Và chúng ta sẽ cộng ba phân số có cùng mẫu số này. Ta lấy tử số cộng tử số 7 cộng 17 cộng 1 bằng 18. 18 cộng với 2 bằng 20. 20 phần 2. 20 phần 2 thì ta lấy tử số chia cho mẫu số bằng 10. 20 chia 2 bằng 10. Như vậy, 3 phần 5 nhân với 10. 3 phần 5 nhân với 10 thì sẽ bằng 3 nhân 10 bằng 30. 30 phần 5. 30 phần 5 thì bằng mấy? À, bằng 6. 30 chia cho 5 bằng 6. Kết quả cuối cùng bằng 6. Như vậy chúng ta đã làm xong phần thứ hai là phần tự luận. Bài kiểm tra giữa